Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, trưởng tiểu ban y tế của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã chủ trì cuộc họp của tiểu ban y tế. Trong đó, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long lưu ý chú trọng về oxy y tế, tăng năng lực sản xuất và cung ứng oxy để đảm bảo sẵn sàng cho nhu cầu điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị các tổ chuyên môn của tiểu bang, kể cả tổ y tế quân đội và công an xây dựng các kế hoạch triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 gửi lại bộ phận tường trực trước ngày 20 tháng 9 để tiểu ban y tế tổng hợp báo cáo gửi tổ tướng chính phủ. Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý mỗi tổ chuyên môn phải xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nhưng đồng thời phải có sự phối hợp chung chặt chẽ trong hoạt động điều hành chuyên môn của y tế. Đó là các vấn đề về giám sát, cách ly, xét nghiệm, điều trị đặc biệt trong hoạt động sắp xếp, bố trí hỗ trợ, điều phối nhân lực y tế giữa Bộ Y tế và các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Đối với Tổ quân y, trưởng tiểu ban y tế của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị tiếp tục triển khai hoạt động được giao, nhất là triển khai các trạm y tế lưu động tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đánh giá hiệu quả các hoạt động trạm y tế lưu động, từ đó nhân rộng ra các địa bàn khác. Bộ trưởng cũng đề nghị lực lượng quân y cần chuẩn bị nhân lực để hỗ trợ xét nghiệm thần tốc của các địa phương. Quan điểm của Thủ tướng và bài học kinh nghiệm của quốc tế cũng như nhiều địa phương nước ta trong các đợt chống dịch cho thấy, chỉ có xét nghiệm thần tốc mới có thể bóc tách F0 ra cộng đồng, cùng đó kết hợp quản lý cách ly, khoanh vùng tránh lây nhiễm ra cộng đồng sẽ tránh được giãn cách kéo dài, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long nêu rõ. Thông tin về việc trong tháng 9 và tháng 10, vaccine COVID-19 về Việt Nam rất nhiều, do đó các lực lượng y tế và quân đội Công an phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tổ chức bảo quản, vận chuyển, phân phối và tiêm vaccine tối đa công suất để đảm bảo tiến độ tiêm chủng, tiêm tối đa nhưng phải đảm bảo an toàn. Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh. Tiếp đó, các bên cũng cần phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu sản xuất máy thở, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, khẩu trang, oxy y tế. Riêng về oxy y tế, tổ quân cần có kế hoạch cụ thể về oxy bồn, oxy bình, oxy trung tâm tương ứng với giường điều trị. Chúng ta phải chú trọng về oxy y tế, tăng năng lực sản xuất và cung ứng oxy để đảm bảo sẵn sàng cho nhu cầu điều trị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long lưu ý. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long cũng yêu cầu các tổ giám sát cách ly, tiêm chủng, xét nghiệm, đặc biệt là xét nghiệm phải rốt ráo, phải ban hành các hướng dẫn đúng và trúng về giám sát cách ly trong tình hình mới, rồi vấn đề liên quan đến hộ chiếu vaccine, các tổ phải chủ động thực hiện. Tổ điều trị cũng phải làm rõ trong kế hoạch về giường bệnh, oxy, nhân lực, máy thở." Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, một trong những điều kiện để đảm bảo có mở cửa được hay không là đáp ứng hệ thống y tế một cách đầy đủ, không phải cho đại dịch mà còn cho các năm tiếp theo. Do đó, các tổ phải liên tục rà soát lại từ kế hoạch, các quy định, hướng dẫn cụ thể. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện, tuyến, huyện và y tế công an và quân đội cũng phải tập huấn cho toàn bộ lực lượng y tế để chủ động phương châm bốn tại chỗ trong phòng chống dịch.